Xin chào, mình là Hiếu Trung. Chào mừng các bạn đã trở lại với Tech News. Và đây là những tin tức đáng chú ý trong những ngày vừa qua. Mới đây thì một thông tin rò rỉ từ phía nhà mạng Verizon của Mỹ đã làm lộ ra thông tin về ngày ra mắt của những chiếc smartphone đình đám được mong chờ trong thời gian tiếp theo của năm 2019. Đó chính là iPhone 11, Samsung Galaxy Note 10 và chiếc Google Pixel 4. Mới đây thì lịch trình marketing của nhà mạng Verizon đã bị rò rỉ, kéo theo đó là thông tin về lịch trình ra mắt của 3 mẫu smartphone đáng mong chờ nhất của năm 2019 này, đó là Apple iPhone 11, Samsung Galaxy Note 10 và Google Pixel 4. Có thể thấy trong bức ảnh dưới đây, sự kiện công nghệ lớn nhất tiếp theo sẽ có màn ra mắt, đó chính là chiếc Samsung Galaxy Note 10 diễn ra vào cuối tháng 8 này. Tiếp theo thì iPhone 11 của Apple sẽ được trình làng vào nửa cuối tháng 9 và cuối cùng là chiếc flagship của nhà Google là Pixel 4 sẽ được trình làng vào tháng 10 năm nay. Xiaomi vừa cho ra mắt hai chiếc điện thoại mới của mình, đó chính là chiếc Xiaomi Mi 9T và Xiaomi Mi 9T Pro. Thực chất thì đây sẽ là hai chiếc điện thoại rất quen thuộc đối với chúng ta. Được biết hai thiết bị này thực chất là hai chiếc smartphone Redmi 20 và 20 Pro đã được Xiaomi đổi tên và logo nhằm có thể bán ra thị trường quốc tế. Hai chiếc điện thoại này sẽ sử dụng màn hình AMOLED 6.4 inch, độ phân giải Full HD cộng, không có tai thỏ hay giọt nước gì cả, mà camera trước 20 megapixel góc rộng sẽ được thiết kế theo dạng pop-up. Máy được tích hợp cảm biến vân tay dưới màn hình. Camera chính phía sau của Mi 9T Pro vẫn sẽ sử dụng cảm biến 48MP Sony IMX586. Ngoài ra thì sẽ có thêm một camera tele 8MP khẩu độ f/2.4 và một camera góc rộng 13MP. Còn đối với Mi 9 thì camera chính phía sau sẽ được thay thế bằng cảm biến 48MP IMX582. Về phần cấu hình thì Mi 9T sẽ có vi xử lý Snapdragon 730, còn Mi 9T Pro sẽ sở hữu vi xử lý mạnh nhất của Qualcomm là Snapdragon 855. Giá dự kiến của Xiaomi Mi 9T tại Việt Nam sẽ là vào khoảng 8 triệu đồng, còn đối với Mi 9T Pro thì sẽ là khoảng 10 triệu đồng. Giữa làn khói đạn giữa cuộc chiến tranh thương mại của Mỹ và Trung Quốc thì Huawei vẫn tiếp tục cho ra mắt một sản phẩm mới của mình, đó chính là chiếc Huawei Y9 Prime phiên bản 2019. Huawei Y9 Prime 2019 vẫn tiếp tục sẽ sử dụng hệ điều hành Android 9 Pie và công ty hứa sẽ tiếp tục cập nhật phần mềm của khách hàng trong tương lai nếu khách hàng mua chiếc smartphone này. Chiếc smartphone này sẽ có màn hình full view 6.59 inch và camera trước có thiết kế pop-up giúp màn hình chiếm tận 91% mặt trước. Máy sẽ có cấu hình là vi xử lý Kirin 710S, RAM 4GB và bộ nhớ trong là 128GB, kèm theo đó là viên pin 4000mAh. Camera selfie pop-up của máy sẽ có độ phân giải là 16MP và hệ thống 3 camera sau, bao gồm một camera chính 16MP khẩu độ f/1.8, camera phụ góc rộng 8MP và một camera 2MP đo độ sâu trường ảnh. Tiếp tục với cuộc chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đã buộc rất nhiều các công ty phải ngừng dây chuyền sản xuất của họ tại Trung Quốc và rời khỏi quốc gia này, trong đó có cả Nintendo. Tuần trước thì Foxconn đã cho biết họ sẵn sàng chuyển dây chuyền lắp ráp iPhone của Apple ra khỏi Trung Quốc nếu cần thiết. Tập đoàn Sharp cũng có thể chuyển dây chuyền sản xuất máy tính của họ từ Trung Quốc sang Đài Loan hoặc Việt Nam. Và giờ đây thì Nintendo bắt buộc phải chuyển các hoạt động của mình về phía khu vực Đông Nam Á. Trong đó đáng chú ý nhất là việc sản xuất các hệ máy chơi game bao gồm Nintendo Switch hoặc là phiên bản Switch sắp được ra mắt tới đây. Nếu Nintendo tiếp tục duy trì hoạt động của mình ở Trung Quốc thì khi nhập khẩu các thiết bị của mình vào thị trường Mỹ sẽ phải hứng chịu một chi phí thuế tăng lên đáng kể và rất có thể chi phí này sẽ khiến công ty lỗ vốn. Ok, và đó là những tin tức nóng trong những ngày vừa qua. Các bạn thấy những tin tức này như thế nào? Hãy để lại một comment phía bên dưới. Nhớ nhấn like, share và subscribe để ủng hộ cho Tech News bọn mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong bản tin tiếp theo.